Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm đồ ăn đấy mọi người. Hôm nay hai cà phê nhà mình nên hôm nay mình sẽ review cho các bạn làm ẩm thực nấu tại vườn đấy mọi người nhé. Hãy theo dõi mình, hãy cùng mình vào bếp đi mọi người. Đây là đồ ăn nhà mình nha mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm rau sú nha mọi người nha, nấu với xương heo nha mọi người nha. Và đây là món gà với thịt heo nha mọi người nha. Và món xào ấy, xào xả nha mọi người nha. Và hãy cùng theo dõi mình nha mọi người nha. Đang làm ẩm thực làm món xào tại vườn nha mọi người. Mời tất cả anh em cơm nha. Cơm buổi trưa nha mọi người nha. Đây buổi trưa mọi người. Ăn thịt heo với cơm nha mọi người nha. Lì hiam ni ngạ lì bơ chan rồi nè. Quả dưới mình tắt đăng vừa hỉ. Mời mọi người ăn rau nha. Phạt dạo nhá, em mơ mơ nhá. Ngoài nó tốt đấy. Vợ em, này mọi người. Lê. Mẹ. Ăn xong đi. Cô vội khoe với lạc. Ăn khoe là chân này. Bây giờ cũng nhau. Nhau bây giờ tức mời mọi người ăn dưa liền ha. Cái này cái gì nó 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 cái g